Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi Liên Quân Mobile. Thì có rất là nhiều bạn đã kêu mình chơi Liên Quân. Tuy nhiên là mình cũng không biết cái game này, mình cũng ghét chơi game trên điện thoại. Và đơn giản hơn nữa, đó chính là mình không biết phần mềm nào để quay game điện thoại. Thì trong ngày hôm nay, mình không chơi game máy tính bởi vì mình đang bị đau mắt. Vì thế mình chơi game trên điện thoại cho nó đau mắt hơn. Thì như bạn thấy này, ở cái mắt của mình nó bị cái miếu này nó sưng đen xì này. Vì thế là ok, hôm nay chúng ta sẽ chơi Liên Quân Mobile. Và nếu các bạn thích thì đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Có rất là nhiều bạn kêu mình chơi Liên Quân. Vì thế nếu các bạn nào mà thực sự thích mình chơi Liên Quân thì ấn like và share. Ok, không làm mất thời gian của mọi người nữa. Chúng ta sẽ đến với tập đầu tiên của Liên Quân Mobile. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi vị tướng gì đây? Mình không biết nữa. Vừa mới tải game về. Let's go. Ok, và đây sẽ là clip quay Liên Quân Mobile đầu tiên của mình. Và nếu cái clip này mà được 3.000 like thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo. Thì có rất là nhiều bạn kêu mình quay Liên Quân Mobile. Thì hôm nay là mình đã có thời gian để quay. Vì thế mà các bạn đừng tiếc một like để ủng hộ cho mình. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi vị tướng mạnh nhất trong đây. Vị tướng mang tên là Van Helsing. Thực sự hay là mình cũng chả biết chơi vị tướng nào đâu. Mình chỉ biết chơi mỗi con này thôi. Cho nên là các bạn nhớ ủng hộ mình nha. Nhớ like và share mạnh nữa nha. Nay chúng ta sẽ chơi Van Helsing. Đợi tí đã, mình vào game đó. Đấu PvP, đấu trường. Let's go. Do là mới tập chơi cho nên rất là cần mọi người chỉ bảo. Bạn nào mà lên cao thủ thách đấu thì rồi thì nhớ chỉ mình với nha. Căn bản là chơi gà cho nên là không dám co mồm. Vì thế mà có rất là nhiều bạn pro thì hãy chỉ mình với. Mình sẽ chơi Van Helsing. Thì thực sự là có rất là nhiều tướng đây nè. Nếu như trận sau các bạn muốn mình chơi vị tướng nào ấy, thì các bạn cứ comment ở phía dưới thì mình sẽ chơi. Căn bản là bây giờ mình vẫn chưa biết tướng nào, skill nào ấy, cho nên là nó hơi bị gà gà tí ấy. Nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi, bôi tỏi sẽ lành, chơi lâu sẽ hay. Và quay tay nhiều thì sẽ may mắn. Mình chơi vị tướng Van Helsing này bởi vì mới vào ấy thì nó toàn cho mình chơi con này thôi. Và ê, kết bạn chữ, what the fuck. Và con này nhìn khá là giống con thần bài ở trong Liên Minh Huyền Thoại. Thì mình cũng có tìm hiểu qua về con này rồi. Cho nên là mình cũng hơi bị tự tin một tí về cái việc chọn tướng. Thì căn bản ấy là gì á? Chiêu một của con này ấy là nó tăng đam to hơn. Bình thường ném tay bình thường ấy thì đánh chiêu một đấy thì đam nó sẽ to hơn, còn khi bạn xài chiêu W thì nó sẽ choáng, còn chiêu 3 thì nó sẽ giống như chiêu W của con Ace đấy, có nghĩa là bắn mũi tên ra thành 4-5 hướng gì đấy và gây đam phép. Thì con này có một cái lợi thế rất là ngon là cái nội tại của nó, đó chính là khi mà bạn sử dụng cái nội tại đấy thì cái phải nói như nào nhỉ, nội tại khi bạn đánh hai phát thì nó sẽ cho bạn thêm một cái hiệu ứng ở trên đầu nữa. Thì nó có ba là hiệu ứng thứ nhất đó chính là hiệu ứng vàng, nghĩa là làm choáng, hiệu ứng màu đỏ thì đánh đam to hơn và đánh lan, và hiệu ứng màu xanh thì đánh ngập chậm. Thì mình cũng có tìm hiểu một chút về game này nhưng mà tìm hiểu thôi chứ chơi thì nói chung là mấy cái thể loại game như thế này mình chơi nó gà gô lắm. Vì thế mà các bạn hãy chỉ mình nhiều nha. Mình phải nói vậy nhiều không là các bạn lại nói là mình chả biết cái gì mà cũng quay game. Thì có rất là nhiều bạn kêu mình quay, cho nên là mình đành phải quay vậy. Ok, mình sẽ đi đường giữa nha. Sao mà ai có thể giành đường giữa với anh được? Mấy ai mới chơi game mà trẻ trâu muốn giành đường giữa giúp mình, đúng không? Ok, thằng kia vẫn chưa quay đầu à? Ôi, nhường đường giữa đi mà. Nhường đi bạn ơi. Trời ơi, nhìn xinh thế kìa. What the fuck. Mới vào người rời trận rồi kìa. Đấy, sao mà đánh. Đấy, đây là cái bài đỏ đấy. Nó sẽ giúp cho đam của bạn to hơn. Lên top đi. Chim dao AFK rồi. Cái này nhá, không farm lính thì nó vẫn được kinh nghiệm các bạn ạ. Thế mới hay. Ôi, như tim mình có rừng kìa. Con gì ấy, con này như con rắn gì nhỉ? Mình cũng chịu. Đây có nhiều con nhìn lạ. Ui, trên kia con Jilin kìa. Thằng xin dao vào rồi kìa. Ui, anh gì ơi, đánh nhau to, đánh nhau to, đánh nhau to.
Mẹ quá. Ơ Van Helsing trên mặt. Ui, nó có skin gì kìa. Phải mạnh quá. Bọn này chơi kiểu gì, chơi hội đồng, chơi đám đông, chơi hiếp dâm tập thể. Ôi mà anh ơi, anh gì vậy ơi. Hay, nó bị chủ bán một cái rồi. Sida. Sida. Chết mày rồi con ơi. Rồi. Chạy 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 chạy, mày quá. Vẫn chưa chết. Ê, cái mặt trời, vầng mặt trời bé nhỏ này của nó ghê quá. Thì mình chơi mấy vị tướng AD là mình thích mua cái hút máu. Vì thế mà mình hay lên cái hút máu trước, cái gọi là cái quỷ kiếm ấy nè. Ok, vậy mình sẽ lên cái quỷ kiếm nha. Thì mình hay quá. Mà Xin Giao mới vào đã AFK, nhầm, Triệu Vân mới vào đã AFK rồi, cho nên đánh hơi bị khó. Rồi. Thank you battle. Team này, à cái trò này ấy, ngoài rồng với Baron ra, à nhập rồng với King Kong ấy, thì nó còn có một con rơi nữa hay sao ấy. Rơi hay tắc kè nữa, cắp kè bay. Con Perodon ở trong ARK Survival. Nhiều bạn kêu mình quay liên quân quá. Mình không tìm được cái phần mềm mà quay trên điện thoại nó hợp lý hết. Thì đến bây giờ mình mới tìm được một cái phần mềm có thể quay trên điện thoại. Thì thế là mình quyết định là mình sẽ quay liên quân cho các bạn xem. Và nếu các bạn thích thì nhớ bỏ lại leave me a like and share video. And ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Triệu Vân thì như con AFK trong giờ đi theo cái thằng cầm cung rồi. Cung với Varus rồi. Mình phải biết gọi nó là gì nữa. Thôi thì cứ gọi là Varus đi, nghe cho nó lịch sự. Rồi cho nó một viên. Ủa cái này, cái chiêu này của thằng này đánh lan ra cả trụ rồi các bạn. Hay quá. Medusa hay quá. Ba úi dồi ôi, Kirit. Còn đây là con Kirit các bạn ạ. Mình mới tập tẹ chơi trò này thôi. Vì thế nếu như mà đánh không được như các bạn thì các bạn có thể thông cảm mình, bởi vì mình chỉ là người mới tập chơi thôi. Ok, đưa được cái quỷ kiếm luôn nhỉ. Cha mình cứ tập trung đẩy mít thôi. Sao mà lại tập trung hết lên tối bên này, ai xuống boss đi chứ. Không tí một mình con Xin Giao, à nhầm một mình con Triệu Vân bên kia là nó sẽ cân hết luôn đấy. Sao bên mình thích đi bầy đàn thế. Triệu Vân chết rồi. Rồi, đấy nó phá được cái trụ rồi các bạn thấy không. Cái gì đấy. Cái cả lồng đang chơi game chào anh ấy này. Ok. Làm tiếp nào. Ui con thằng Triệu Vân nó móc mình. Ai. Anh gì. Rồi anh hết mana rồi mà anh. Hỗn. Rồi đợi mình có choáng thì mình giết nó. Khôn quá. Bạn ấy khôn quá rồi. Thì về kiếm thêm tí máu ở nhà này nữa. Rồi. À lại một bạn nữa móc được sông quá à. Tỏ tui nè. Đánh nè. Đánh nè. Ui đau thế. Gì đấy. May quá vẫn ăn. Tí thì cua. Các bạn này cắm thằng người lên này. Chạy đánh không lại chạy thôi. Về thôi bạn ơi. Ôi chết, tự nhiên bấn nó chạy nhanh, cứ tưởng là về, anh ngờ là bấm thành nút chạy nhanh các bạn. Về thôi. Những cái lúc như này thì mình nghĩ là nên về. Này quá, bây giờ chỉ cần cầm cự được cái boss là ok rồi. Đường giữa thì không sao, đường giữa mình đi đường giữa rồi. Trận này khá là căng này. Tỷ số về mạng bây giờ 6-4 rồi. Ba người trên top, một người dưới bot. Hình như là Triệu Vân vào lại rồi đúng không? Không, Triệu Vân đang ở trên top. Bạn ơi. Rồi, đường. Bình tĩnh. Rồi, mình lấy cái giày nó nhạy vậy. Van Helsing bên kia. Mày. Sao mày nè, Van Helsing nè. 6 phút GG nè. 6 phút GG đúng không? Hay quá. Ok. Thôi giờ cứ tốc độ đánh nha các bạn ơi. Mình có hút máu là cứ lên tốc độ đánh là lợi nhất luôn á. Rồi được cái trụ rồi. Ơ, được cái trụ thì nó mất cái kia luôn. Rồi mình lên mình giúp top này. Đang đánh nhau to à trên top kìa. Ôi chết thì hay. Mít bên kia siêu việt rồi anh em ơi. Không ổn rồi. Mình cấp 8 mà kia mới cấp 5 mà. À cấp 5 nhầm. Cứ bị nói ngọng này. Ui nó ủi mình.
lỗi của tôi. Tầng 2, ui đau quá, ui đau. Ồ, vẫn giết được nhưng mà vẫn chết. Thế là bị chết mạng đầu tiên rồi. Mít, cái con cầm cung, con Varus bên kia mạnh quá. Hay quá anh em ơi, anh em đang đẩy khá là nhiều trụ rồi. Hai bên trụ đều đã bào hết rồi. Bây giờ còn đường giữa là mình lên cấp 9 rồi. Rồi đường giữa chúng ta ra nhiều quá. Úi dồi, ông này lại rời trận nữa, là hai người rời trận rồi. What the hell? Đánh gì áp cao vậy, mấy má. Hai người mới chơi mà hai người đã rời trận rồi sao mà win. Kirit cứu. Cứu. 1 2 Don Gori bạn ơi. Ôi đồng đội mình chết rồi. Tun nó. Rồi tun kịp mà. Ghê quá. Team phải rời trận hết này. May mà chúng nó vẫn chơi nhá. Đây là kiểu này là kiểu rời trận luôn này. À không phải AFK này. AFK là thua luôn á. Cái kiểu này là rời trận thôi. Chỉ rời trận thôi. Vẫn có cơ hội thắng. Theo ở trên top mà. Mình chưa quen cái được thói quen điều khiển này lắm. Đấy hai cố lên, mình phải làm một điều gì đó có ích cho team chứ. Mình cũng xanh mà. Lên chạy lên chạy lên chạy lên mà. Ui rồi. Triệu Vân vẫn đứng ở trên đấy cơ. Cố lên bạn ơi. Chết. Ngay mà. Trả thù. Nó úi ấy, đau quá. Mày, hồi máu, say. Con mình có hút máu không sao. Anh được. Ồ, vẫn chết các bạn ơi, buồn quá, nó mạnh quá. Nó ủi mạnh quá, đánh không có lại. Khổ thế cơ chứ. Trời ơi, một mình tôi đang cố gắng gồng gánh cái tem này. Mặc dù tôi mới tập chơi. Không biết con này lên đồ như thế nào đâu, mình cứ lên đồ theo cái hướng dẫn của người ta thôi. Rồi, khi mình toàn cấp 7, cấp 8 thôi, 9 rồi nè. Ui, ông này cũng bắn, con này có chiêu vạn kiếm quy tông nhưng mà bắn được với mình. Hay. Rồi, double kill hả? 10, mình cấp 10 rồi. Mình là một phần còn lại. Mình là sự khác biệt so với phần còn lại của tem. Không phải là cuối cùng là các bạn kia là bạn nào AFK vậy ta? Bây giờ các bạn đều đi theo các bạn rắn rồi. Nhưng bạn rắn cũng xanh phết đấy. Bạn rắn là niềm hy vọng của team ấy. Mình hy vọng ở trận này mình được MVP nhá. Không mà chết đấy. Người đi mình rồi. Đấy bot, đấy bot. Ờ sao lại team mình, các bạn ấy cứ thích đi ra giữa này nhỉ. Mua cái dao găm. Cố lên. Đập một tát luôn. Ăn trụ rồi. Ăn trụ xong về thôi bạn ơi, nó đẩy đấy. Nhưng mà mình cũng biết đẩy mà đúng không? Đấy không? Về rồi. Ui khỏe thế, phải như voi ạ. Bắn mỏi tay không chết. Ui thôi chết rồi, đông quá. Chạy đường nào với con Thát bây giờ. Đường nào cho em hôm nay. May quá Thát rồi. Chết con đồng đội. Tội nghiệp Vân. Ăn rồng nhỉ. Thằng Triệu Vân đấy nó đuổi mình. Sao? Triệu Vân này mạnh lắm á. Mày, đánh ngay. Chiêu cuối, hơ, chết ngay. Đừng có hút máu đấy, đánh cái con này mà có hút máu là lợi lắm. Cái gì, Van Helsing, cái gì. Trời ơi, ớt, con mày mình giết rồi. Buồn quá à. Đúng cái tưởng mình giết con Van Helsing nhé. Mình đánh nó mỏi cái tay, cuối cùng con kia cũng làm một phát mất luôn. Tội lỗi vãi. Ok. Vào. Team ơi. Rồi. Mình ăn nửa số mạng của team rồi. Trận này không được nhận MVP hơn một tí. Cái gì đấy? Xin dao này hổ báo thế. Xin dao hổ báo quá. Chưa gì, à nhầm. Nó vẫn còn sống ạ.
Đơ mơ. Vẫn còn sống là gì? Ừ, thế mà mình lại chết. Nó lao vào trước mà nó không chết mà mình lại chết. Trời vãi thật. Cái trò này nó hay hơn ở Liên Minh một chỗ là cái skill nó hồi nhanh quá, cho nên là cứ thích thì spam luôn. Combo của con này mình không biết xài combo như nào, thì chắc là cứ tun xong rồi xài chiêu 1 xong rồi xài chiêu 3 là xong. Mình nghĩ là đấy là combo ngon nhất của con này rồi. Thôi nó đẩy đường giữa rồi, thì có đẩy đường giữa rồi. Bây giờ mình mà ra mình mà chết là coi như là thua trận này luôn á. À, chưa. Trời ơi, Van Helsing ơi. Hay quá bạn ơi, bạn người cá ơi, hay quá bạn người cá ơi. Mình giết được một người, bạn kia được đắp một táp. Mình được một táp, bạn kia được hai táp. Ngon canh. Rồi, ăn người đỏ. Bùa đỏ. Nhiều khi ấn là không ăn đấy chứ, em khổ. Đầy lẻ thôi, con này đầy lẻ là bá, con mỡ nó đạo luôn. Ba trái bộ chép luôn. Chứ bạn đứng đi mà có thể quấy được luôn á. Rồi. Bây giờ mình cứ đẩy người trên thôi, để team đẩy đường dưới. Giờ bạn này không phải đối thủ của mình. Một combo. MVP ăn, săn MVP nào Vũ ơi. Rồi không được MVP rồi. Nó có 13 mạng thôi. Rồi. GG. Ok. Win. Không biết là mình có được MVP không ta? Ngon, có được MVP không đây? Úi giời ơi. MVP Van Helsing, Ulrich đẹp trai. Tiếp tục. Hattrick, đạt 3 lần hattrick. Ok. Tuyệt vời. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Và nếu các bạn cảm thấy thích thì đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình. Bye bye.